này cá rô đồng nhiều lắm anh em ơi. Bỏ đi đâu? Tâm quá trời nè, mắt tao nè. Rồi con này con rô phi chứ hay con rô đồng? Cách dắt chứng kiến nhỏ nha, xe đẩy cứ vậy là dính. Đấy, vậy thành một cục nè. Con có rô mà thiếu chứng kiến này là thua. Ôi mắc tao, à đúng rô đồng luôn, trời ơi bỏ xuống không quay kịp. Vừa quay khó quá. À, mình gỡ cá đó. Cá rô đồng mập ghê. Mồi anh em coi nha. À. Thả xuống là chứng kiến nó tan ít ra, à, dụ cá lại. Nó xuống mất thao liền rồi thấy không? Răng đã. Mày lột trời ơi vậy mà không dính. Đời đúng đen luôn đến cái cây. Vẫn còn mồi nha. Giật lên mà vẫn còn mồi nha. Mày đúng rô đồng luôn, con này nhỏ quá. Nãy giờ chỗ này dính hơn chục con mà hồi nãy giờ không quay được. Vướng cây trên này bực mình quá. À.